Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về tiểu sử cầu thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh. Nguyễn Tiến Linh sinh ngày 20 tháng 10 năm 1997, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ BKB Bình Dương và đội tuyển quốc gia. Nguyễn Tiến Linh sinh ra tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Vì gia cảnh nghèo khó nên mẹ anh đã đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc khi anh mới 2 tuổi. Đến năm 6 tuổi, cậu bé Tiến Linh theo bố vào Bình Dương kiếm sống. Hiện tại, gia đình của anh mở quán cà phê bóng đá tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giờ đây, sau thời gian dài gắn bó, Tiến Linh không khác gì một người miền Nam thực thụ từ cách dùng từ ngữ đến lối sống. Duy chỉ có mẹ mình thì anh vẫn giữ thói quen gọi là má. Tiến Linh từng chia sẻ, khi mới chuyển vào sống tại Bình Dương, anh rất cô đơn, không có bạn bè, mỗi ngày chỉ từ nhà đến trường. Trong những ngày đó, cậu nhóc 6 tuổi lúc nào cũng nhớ mẹ. Niềm an ủi duy nhất chỉ là những tấm ảnh gia đình đã cũ. Cậu nhóc Tiến Linh từng muốn bỏ về Hải Dương vì quá nhớ nhà và nhớ mẹ. Trong những ngày tháng khó khăn ấy, cậu đã tìm được niềm vui với chơi bóng. Đó là trong một lần khi đang trên đường về nhà, anh được các bạn rủ chơi bóng đá cùng. Tiến Linh vui vẻ tình nguyện làm người bắt gôn. Một thời gian sau, Linh được tuyển chọn vào đội bóng đá nhi đồng huyện Dĩ An. Vì thiếu người nên thay vì bắt bóng, cậu được đôn lên làm vị trí tiền đạo. Khi đó, Tiến Linh là cậu nhóc gầy gò, không biết mẹo đá, sút bóng toàn bị trượt. Thầy giáo đã thất vọng nên cậu chán nản muốn bỏ cuộc. Năm 9 tuổi, mẹ Tiến Linh trở về nước, khi đó hai mẹ con mới được đoàn tụ và cậu quên dần đi bóng đá. Thế nhưng, rất may là thầy giáo đã gọi cậu vào đá lại, giúp khơi lại niềm thích thú với chơi bóng trong tâm trí của Tiến Linh. Và như thế, Tiến Linh lại gia nhập đội bóng huyện Dĩ An. Năm 13 tuổi, trong một lần dự giải đấu ở Bình Dương, Tiến Linh được mời gia nhập đội tuyển U13 BKM Bình Dương. Từ đây, con đường bóng đá chuyên nghiệp của anh bắt đầu lộ ra. Những năm đầu ở lò đào tạo trẻ của Bình Dương, Tiến Linh đá vị trí tiền vệ biên. Nhưng rồi như định mệnh, trong một dịp các tiền đạo đều gặp chấn thương, Tiến Linh được đôn lên đá vị trí tiền đạo. Và nỗi ám ảnh về sự thất vọng của thầy lại ám ảnh Tiến Linh. Cậu bé lo sợ mình sẽ tiếp tục thất bại, nhưng vì không muốn làm mẹ thất vọng, anh đã miệt mài tập luyện trên sân. Cậu được người đàn anh là cầu thủ Anh Đức trực tiếp hướng dẫn. Nhờ vậy Tiến Linh ngày càng trở nên tự tin, tiến bộ hơn và biết sút bóng gọn gẽ hơn. Nguyễn Tiến Linh cao 1m83, thân hình khỏe mạnh, vạm vỡ cộng thêm khuôn mặt điển trai. Nghĩ này biết rằng khi anh mới 15 tuổi, dù anh cao 1m74 nhưng chỉ nặng 54kg, thân hình gầy gò và thường bị bạn bè trêu chọc. Vì vậy, chàng tiền đạo này đã nỗ lực tập luyện thể dục. Chỉ một năm sau, Tiến Linh đã cao 1m78 và nặng 68kg. Nhờ refresh lại thể hình, thể lực từ một cầu thủ không biết sút bóng, giờ đây Tiến Linh đã trở thành chân sút hàng đầu của bóng đá. Năm 2014, dù mới chỉ 17 tuổi, nhưng anh đã lập được 12 bàn sau 6 trận tại vòng loại U19 quốc gia. Tới vòng chung kết U19 2015, anh giành được giải thưởng vua phá lưới. Nguyễn Tiến Linh đã mang về 16 bàn thắng cho đội tuyển U19 Việt Nam, góp phần giúp đội nhà giành Á quân U19 Đông Nam Á năm 2015 và về thứ 3 tại giải U19 châu Á năm 2016. Dù đảm nhận vai trò trung phong, nhưng Tiến Linh từng khiến những ông thầy của mình không ưng ý vì thi đấu thiếu quyết liệt, không vững vàng về tâm lý, thậm chí có phần hơi ẻo lạ. Nếu muốn tiến xa hơn thì anh cần phải lì lợm hơn nữa. Anh hiểu ý các thầy đã đặt kỳ vọng rất nhiều và năm 2017 được xem là thời điểm anh bứt phá chính mình. Nguyễn Tiến Linh cùng U20 Việt Nam là lứa đầu tiên thi đấu ở một sân chơi mang tầm vóc thế giới. Dù vậy, anh khát khao được thi đấu tại SEA Games và được tỏa sáng. Đáng tiếc, Tiến Linh vẫn chỉ dậm chân ở đội tuyển U19 dưới thời huấn luyện viên người Nhật Torishima và Nguyễn Hữu Thắng. Anh gần như bị bỏ quên vì còn nhiều đồng đội khác đang thi đấu ở SEA Games. Cơ hội chỉ đến với Tiến Linh từ năm 2018 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông đã triệu tập Nguyễn Tiến Linh gia nhập U23 Việt Nam để chinh chiến tại U23 châu Á. Tiếc là anh đã bỏ lỡ thời cơ do chấn thương, còn những đồng đội khác lại làm nên lịch sử. Sau chấn thương, cầu thủ gốc Hải Dương đã trở lại đầy mạnh mẽ tại V-League 2018. Anh góp mặt từ vòng đấu thứ 8 và trở thành vua pha lưới ở V-League 2018. Nhờ thành tích ấn tượng, Nguyễn Tiến Linh thường xuyên được triệu tập cùng đội tuyển Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN 18. Tiếc là đến cuối cùng, anh lại không có tên trong danh sách 20 cầu thủ sang Indonesia thi đấu. Tháng 10 năm 2018, vị chiến lược gia người Hàn lại triệu tập Tiến Linh để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup. Dù là chân sút hàng đầu ở giải vô địch quốc gia, nhưng khi đem so với Hà Đức Chinh, Tiến Linh ít kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế hơn. Còn so với Anh Đức, Linh không có lợi thế gì,
Điều này khiến anh lo sợ sẽ bị trả về một lần nữa. Mối nguy cơ này càng trở nên rõ rệt khi Tiến Linh dính chấn thương trong lúc tham gia đấu tập với câu lạc bộ Seoul FC. Nhưng với quyết tâm không để bị bỏ lại lần nữa, tiến trình phục hồi của anh nhanh đến thần kỳ và tiền đạo này đã kịp ra mắt trong trận gặp đội tuyển Lào. 16 ngày sau, Nguyễn Tiến Linh được xếp đá chính trong trận gặp Campuchia và từ đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao cho anh cơ hội nhiều hơn. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.